Xin chào các bạn, hôm nay kênh Design sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta có thể tạo ra một số các cái mẫu gradient áp dụng cho đối tượng text hoặc là một số các cái thuộc tính khác liên quan đến bóng đổ hoặc là đường viền vân vân. Như bình thường các bạn biết rằng nếu như chúng ta tạo ra một cụm text bất kỳ như thế này và chúng ta áp dụng cái mẫu gradient cho đối tượng ngay thì chắc chắn là chúng ta sẽ không thể áp dụng được, đúng không ạ? Hiện tại tôi đang click vào các cái mẫu gradient có sẵn bên trong bảng Swatch, tuy nhiên đối tượng chúng ta không hề suy chuyển. Nếu như chúng ta muốn áp dụng cái mẫu gradient đấy cho đối tượng thì chúng ta sẽ làm đó là Ctrl Shift O và convert đối tượng, sau đấy mới áp dụng cái thuộc tính liên quan đến màu gradient, đúng không ạ? Tuy nhiên là chúng ta sẽ thấy rằng khi đã convert chữ thì chúng ta sẽ không thể thay đổi được kiểu chữ, cỡ chữ vân vân nữa. Đó, đấy là một cái hạn chế. Tuy nhiên là với phương pháp mới này thì chúng ta vẫn có thể áp dụng được các cái mẫu gradient hoặc là các hiệu ứng khác cho chữ mà không hề làm ảnh hưởng đến kiểu chữ, cỡ chữ, phông chữ, đúng không ạ? Đấy, đó là cách nào? Chúng ta sẽ sử dụng bảng Graphic Style. Bảng Graphic Style là một tập hợp thuộc tính xuất hiện mà chúng ta có thể tái sử dụng. Graphic Style cho phép chúng ta nhanh chóng thay đổi giao diện của các đối tượng hay gọi là hình thức của các đối tượng một cách rất là nhanh chóng, ví dụ như là các màu phin, màu chóc, hiệu ứng liên quan đến độ trong suốt hoặc là một số các hiệu ứng vân vân, các hiệu ứng khác. Và chúng ta có thể áp dụng với cụm chữ, cụm text hoặc nhiều đối tượng cùng một lúc một cách rất là nhanh chóng chỉ bằng một cú click. Vậy thì để tạo ra các cái thuộc tính cho bảng Graphic Style này để chúng ta có thể áp dụng thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đó là chúng ta sẽ tạo ra một mẫu Graphic Style bất kỳ trên Upward của chúng ta. Cụ thể ở đây tôi sẽ tạo ra một object, đó là một hình vuông. Sau đó tôi sẽ thay đổi cái mẫu gradient đó hoặc là mẫu màu sắc vân vân. Ví dụ như này. Sau khi đã tạo ra mẫu màu chuyển như này rồi thì tôi sẽ mở bảng Graphic Style lên. Bảng Graphic Style chúng ta có thể thấy nó ở đây. Đây chính là bảng Graphic Style. Hoặc nếu không thấy các bạn có thể vào Windows, vào Graphic Style, phím tắt của nó là Shift F5. Khi đã mở bảng Graphic Style lên rồi, chúng ta sẽ click vào đối tượng mẫu màu đó. Sau đó chúng ta sẽ click vào cái nút lệnh, đó là New Graphic Style ở trong này, để nó lưu lại cái mẫu màu này vào bên trong bảng. Như này chúng ta có thể áp dụng được thuộc tính cho đối tượng của chúng ta một cách rất là nhanh chóng. Mà chúng ta vẫn có thể thay đổi được các cái kiểu chữ, cỡ chữ như bình thường, đúng không ạ? Bên cạnh việc tạo ra các mẫu gradient cho đối tượng text thì chúng ta cũng có thể tạo thêm một số các hiệu ứng khác, ví dụ như là hiệu ứng bóng đổ. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ click chọn vào mẫu màu bên trên Advanced, sau đó click vào Effect, Styleline, Drop Shadow. Bên trong Drop Shadow này chúng ta sẽ lựa chọn cái thuộc tính của đối tượng, cụ thể đấy chính là các bóng đổ. Click vào Preview lên để xem trước. Ở đây chúng ta có thể thay đổi về ví dụ Opacity. Tôi sẽ có thể tăng độ mờ nhòa, giảm độ mờ nhòa lên khoảng 80% chẳng hạn. Bên dưới này thông số X Offset và Y Offset, đó là các cái độ dịch chuyển của cái bóng đổ. Chúng ta có thể thay đổi thuộc tính của nó tùy vào các cái thông số chúng ta mong muốn. Độ Blur đó là độ mờ nhòa của bóng đổ. Bạn có thể tăng để làm tăng độ blur hoặc là về không để cho nó trở về không độ mờ nhòa nào cả. Sau khi xong chúng ta click vào nút OK. Sau khi tạo xong cái mẫu style rồi, chúng ta sẽ lưu nó vào bên trong bảng Graphic Style ở đây. Lúc này chúng ta có thể áp dụng thuộc tính Graphic Style mới cho đối tượng, cụ thể đây chính là bóng đổ, một cách rất là nhanh chóng. Thậm chí chúng ta có thể áp dụng cho cùng nhiều đối tượng cùng một lúc. Bên cạnh kiểu bóng đổ này thì tôi cũng đã tạo thêm một số kiểu bóng đổ khác. Đây ví dụ chẳng hạn, kết hợp với mẫu màu chuyển. Bảng Graphic Style này không những có thể áp dụng được cái mẫu màu gradient hay là hiệu ứng mà nó còn có thể áp dụng được các cái thuộc tính liên quan đến đường viền cho đối tượng. Bây giờ tôi sẽ tạo ra một mẫu style mới cho đối tượng bằng cách chúng ta sẽ thay đổi cái đường viền của nó. Cụ thể ở đây tôi sẽ có thể tăng hoặc giảm kích thước đường viền, thậm chí có thể tạo thêm một số các hiệu ứng khác, ví dụ như là dash line chẳng hạn. Tôi có thể giảm đi, làm tăng cái dash line này lên. Đó, ví dụ như này. Và tôi có thể đổi màu cho đối tượng của chúng ta. Sau khi đã có mẫu style mới rồi thì tôi sẽ lưu vào trong bảng Graphic Style này với style là số 11. Sau đó tôi chỉ việc áp dụng thuộc tính cho đối tượng của tôi. Như vậy là chỉ bằng một số các thao tác rất là đơn giản và nhanh chóng thông qua bảng Graphic Style mà chúng ta đã có thể áp dụng rất nhiều các cái thuộc tính mới cho đối tượng của chúng ta.
cụ thể là các đối tượng text để chúng ta có thể tạo ra được nhiều mẫu thiết kế đẹp mà không hề làm ảnh hưởng đến phông chữ và cỡ chữ của nó. Hoặc là chúng ta vẫn có thể thao tác được với đối tượng đấy như là một đối tượng text bình thường, đúng không ạ? Hy vọng rằng với phần hướng dẫn nhỏ này sẽ giúp cho các bạn có thêm nhiều ý tưởng để tạo ra nhiều sản phẩm thiết kế đẹp. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những phần sau.